Sau thất bại đầy toan tính, Việt Nam sẽ hạ gục đối thủ để hẹn Trung Quốc ở bán kết ASEAN 2018. Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn lao lọt vào bán kết ASEAN 2018, chỉ cần học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thể hiện đúng khả năng của mình. Cách đây ít ngày, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 0-7 trước Nhật Bản ở trận lượt cuối vòng bảng. Đây là kết quả không có gì bất ngờ bởi Nhật Bản là thế lực hàng đầu ở châu lục và là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch ASEAN 2018. Tuy nhiên, thất bại này hoàn toàn nằm trong toan tính của huấn luyện viên Mai Đức Chung khi ông chỉ sử dụng đội hình dự bị để giữ sức cho đội hình chính. Hơn nữa, kịch bản thua trận còn tạo ra lợi thế cho đội tuyển nữ Việt Nam khi chúng ta phải đối đầu với Đài Bắc, Trung Hoa ở tứ kết thay vì phải gặp Triều Tiên hoặc Trung Quốc. Rõ ràng, thay vì sự bị động dẫn tới thua trận thì đội tuyển nữ Việt Nam đã thất bại theo cách có toan tính và hoàn toàn chủ động trước người Nhật Bản. Ở tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam đang được đánh giá nhỉnh hơn với Đài Bắc, Trung Hoa trước thềm ASEAN. Hai đội từng trải qua hai trận đấu thi đấu giao hữu, kết quả đội tuyển nữ hoàn toàn thắng hai trận. Dẫu sao, kết quả ở khuôn khổ giao hữu không thể đảm bảo chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khi đối thủ Đài Bắc, Trung Hoa ở một giải đấu chính thức. Để đánh bại đối thủ, điều quan trọng nhất là các cô gái áo đỏ cần không được phép chủ quan và phải chiến đấu với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Chắc chắn, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ giữ cảnh giác, giữ sự tập trung cao độ trong nhiệm vụ phòng ngự bởi Đài Bắc, Trung Hoa đang có hàng công thi đấu khá ấn tượng, điển hình là việc họ thắng đậm chủ nhà Indonesia tới 4-0. Ở cuộc đối đầu tối nay, 19:30, đội tuyển nữ Việt Nam cần phát huy yếu tố sức trẻ cộng với lợi thế về mặt thể lực do được nghỉ ngơi dài hơn để tạo ra lợi thế và đá bại Đài Bắc, Trung Hoa. Chỉ cần thi đấu đúng sức, tấm vé bán kết hoàn toàn nằm trong tay của Tuyết Nhung và các đồng loại. Nếu đánh giá Đài Bắc, Trung Hoa, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ trong trận đấu giữa Trung Quốc và Thái Lan ở bán kết. Hiện Trung Quốc đang tỏ ra quá vượt trội so với Thái Lan, nên cơ hội để người Thái làm nên bất ngờ ở trận này là hoàn toàn không cao. Nhìn lại, huấn luyện viên Hữu Thắng mới thấy Park Hang-seo bản lĩnh đến kinh người. U23 Việt Nam đã có trận đấu cực kỳ khó khăn trước đối thủ trẻ, nhưng bản lĩnh và máu lửa hơn chẳng thể khen cách bố trí nhận trận đấu của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng ông cực kỳ bản lĩnh. Đúng ngày này, cách đây một năm, có lẽ là một trong những ngày u tối nhất của bóng đá Việt Nam. Chiều hôm ấy, U22 Việt Nam đã có Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn ra sân ngay từ đầu, cùng Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Đình Trọng đã phải nhận trận thua 0-3 vỏ mặt trước U22 Thái Lan. Cú mặt rời SEA Games 22 của 2017 trong tuổi hổ. Nhưng hai ngày trước đó mới là bước ngoặt quan trọng làm nên thất bại xấu hổ của bóng đá Việt Nam ở kỳ SEA Games gần nhất. Trận đấu áp chót vòng bảng với U22 Indonesia, phút 63, Indonesia phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của cầu thủ thứ 21. Suốt 30 phút còn lại, huấn luyện viên Hữu Thắng quyết xử Hồ Tuấn Tài thay vì tung Đức Chinh vào sân và trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Tối qua, U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng suýt có trận hòa 0-0 trong 90 phút với U23 Bahrain. Đội bóng cũng chỉ mới vừa với 10 người trên sân trong nửa trận đấu. Dẫu vậy, có một sự khác biệt không hề nhỏ khi hôm qua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chơi ở đấu trường châu lục trước cơ hội làm nên lịch sử lọt vào tứ kết ASEAN, còn thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng hơn một năm về trước ở đấu trường SEA Games và 30 phút cuối trận, họ tha hồ đè Indonesia ra mà đá. Nếu quan trọng nhất, trận hòa ngày hôm ấy đưa U22 Việt Nam lọt vào cửa tử trước Thái Lan, thì với sự tỏa sáng của Công Phượng, U23 Việt Nam trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo đã có chiến thắng dù muộn màng nhưng cực kỳ ý nghĩa. Ý nghĩa không chỉ bởi chiến thắng giúp huấn luyện viên Park Hang-seo thêm một lần nữa ghi danh vào lịch sử bóng đá Việt Nam mà còn đem lại niềm tin vào một thế hệ cầu thủ vàng của bóng đá Việt Nam. Lứa cầu thủ không có những kỹ thuật, thể lực mà còn có tính thích nghi rất là nhanh với chiến thuật của ông thầy, người Hàn Quốc. Đây cũng chính là điều làm nên bản lĩnh của U23 Việt Nam. Cũng như Tuấn Tài của một năm về trước, trong tay Hữu Thắng,
Tối qua, sân trường đã có một trận đấu cực kỳ đáng quên. Trước sự máu lửa và bản lĩnh của những cầu thủ mới xít soát 20 tuổi của U23 Bahrain, lỗ hổng của sân trường tạo ra ở những giữa trận đấu khiến U23 Việt Nam gặp không ít phe đốn khốn đốn. Nên nhớ, ở vị trí ấy, Hùng Dũng đã về nước vì chấn thương, còn Đức Huy dẫn sân trường đều ở trong giữa sân. Nếu như quyết định kéo Đức Huy vào hỗ trợ sân trường, chuyển đội hình sang chơi 4-4-2, tái hợp bộ đôi tiền vệ trung tâm, Trường Huy từng chơi cực tốt tại giải vô địch U23 châu Á hồi đầu năm, là quyết định dễ hiểu của huấn luyện viên Park Hang-seo, thì quyết định đó thay sân trường bằng Công Phượng là cực kỳ liều lĩnh, nhưng cũng cực kỳ bản lĩnh của ông thầy người Hàn Quốc. Bởi quyết định ấy đồng nghĩa với việc được ăn cả ngã về không trước một đối thủ mà nếu như dìu được họ vào hiệp phụ, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội để chiến thắng hơn. Với việc tung Công Phượng rồi Văn Toàn vào sân, huấn luyện viên Park Hang-seo chấp nhận bỏ tiếng giữa, đặt niềm tin vào hai chân sút Hoàng Anh Gia Lai, gánh vác thay tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai khác giải quyết trận đấu. Kết quả trận đấu đã chỉ ra rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã tung đúng. Ông đúng khi đặt niềm tin vào Công Phượng và Văn Toàn. Ông đã đúng khi cởi bỏ áp lực cho sân trường bằng cách rút tiền vệ ngày ra. Sau trận đấu, ông thầy người Hàn Quốc phát biểu rằng đúng là sân trường đã kém, nhưng tiền vệ này là cầu thủ không hề thay thế bởi U23 Việt Nam vẫn còn những trận đấu quyết định trước mặt. Và trên hết, ông đã đúng khi tin rằng học trò của mình tin vào việc Đức Chinh, Công Phượng, Văn Toàn và các cầu thủ khác trên sân phát huy được thực hiện đúng yêu cầu chiến thuật của mình, khiến tất cả cầu thủ Việt Nam thích nghi nhanh chóng đến thế với sự thay đổi chiến thuật. Chưa từng có huấn luyện viên nào làm được như ông Park Hang-seo. Sau trận đấu tối qua, cựu danh thủ Quốc Vượng đã nhận xét về ông thầy người Hàn Quốc. Ông Park nhìn ra vấn đề khi Bahrain đá cực kỳ sức mạnh, thể lực thì một người như Trường không có đất diễn và quá bình thường. Phải thay thôi, chỉ ông thầy Park mới dám làm, chứ huấn luyện viên Việt Nam không chắc dám tay sân trường. Cũng 2 năm về trước, cũng cựu danh thủ Sông Lam Nghệ An này nói về người anh lớn Hữu Thắng. Ngày chiến thắng lượt ra góc Hà Tĩnh này nhậm chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ lúc này bóng đá Việt Nam cần một ông thầy người ngoại thật đẳng cấp và anh Thắng là trợ lý số 1. Thời gian sau đó, mọi thứ đã chín mùi, anh Thắng lên cầm quân mới chuẩn. Giám đốc VTC nói gì về việc VTV6 đường đột ngắt sóng trận Olympic Việt Nam và Bahrain? Ông Nguyễn Kim Trung, giám đốc VTC trao đổi với báo Người Lao Động vào đêm ngày 23 tháng 8 đã nói về việc kênh VTV6 đột ngột ngắt sóng khi đang tiếp sóng truyền hình trực tiếp trận Olympic Việt Nam và Bahrain. Đêm ngày 23 tháng 8, trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Kim Trung, giám đốc truyền hình đài kỹ thuật số VTC, đơn vị truyền hình đài tiếng nói Việt Nam VOV, đã lên tiếng về việc kênh VTV6 của đài truyền hình Việt Nam VTV bất ngờ ngắt sóng trong khi sửa trận hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Bahrain đang diễn ra trên truyền hình kênh này tối cùng ngày. Theo Nguyễn Kim Trung cho biết, việc ngắt sóng giữa chừng là hoàn toàn là việc của VTV. Quan điểm của VOV và VTC từ trước là sẵn sàng chia sẻ bản quyền với tất cả các đài phát thanh, truyền hình cũng như các cơ quan báo chí để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ trên khắp cả nước. Trong đó có VTV. VTV có nhiều kênh đầu nối như VTV Cáp, K Cộng đã cùng thỏa thuận trong việc tiếp sóng, nhưng riêng VTV6 thì cho đến chiều ngày 23 tháng 8 vẫn chưa ký kết được bản quyền với VOV thỏa thuận về tiếp sóng. Tuy nhiên, mặc dù chưa có thỏa thuận tiếp sóng, nhưng VTV6 vẫn tiếp phát, chèn sóng, hạ sóng, lấy tín hiệu không đảm bảo nguyên vẹn của chương trình gốc, cho nên có những lúc VTV6 lấy tín hiệu từ nhiều kênh của VOV như VTVC1 và VTC3, VOV TV mà chất lượng khác nhau nên không đảm bảo được chất lượng tín hiệu gốc. Khi đó, bình luận viên Quang Huy của VTC cũng đã nhắc nhở rằng hãy lấy tín hiệu gốc để đảm bảo chất lượng từ VOV, không hề ngắt sóng VTV6 vì VOV chưa hề cắp sóng cho VTV6. Ngắt sóng là do VTV6 tự ngắt, giám đốc VTC khẳng định. Theo ông Nguyễn Kim Trung, phía VTV6 trong khi phát sóng đã chèn logo VTV6, chèn quảng cáo do VTV6 khai thác, nhưng VOV không muốn nhắc đến quá nhiều về vấn đề này.
Trước đó, giữa hiệp 1, trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain, trận đấu đầu tiên kể từ khi VOV và VTC có bản quyền ASIAD trên lãnh thổ Việt Nam, VTV6 đã bị buộc dừng phát sóng do vi phạm bản quyền. Trên website của VTV6 hiển thị dòng thông báo: vì lý do bản quyền nên quý khách không được xem chương trình này. Mời quý khách theo dõi tường thuật trực tiếp trên VTV6 hoặc VTV6 HE, truyền hình số mặt đất VTV Cap. Tuy nhiên, giữa khi trận đấu giữa hai Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain đang diễn ra trên VTV6 và VTV6 Cap đã chuyển sang phát sóng phim truyền hình. Ngay thời điểm VTV6 bị ngắt sóng, Bình Luận Viên Hoàng Quy, đang giám đốc kênh thể thao văn hóa VTC3 của VTC, người trực tiếp bình luận trận đấu hai đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain, đã lưu ý về việc VTV6 đã không tiếp sóng tín hiệu đúng bản hiệu gốc. VOV và VTC sẵn sàng chia sẻ bản quyền ASIAD 2018 với các đơn vị có nhu cầu. Tuy nhiên, đơn vị nào vi phạm bản quyền sẽ lập tức bị ngắt sóng, ông Quang Quy nói trên truyền hình khi đang tường thuật trực tiếp trận đấu